có cái vấn đề gì nữa. Như các bạn có câu hỏi của chúng thì muốn công khai tên thật của mình, chiếc lộ mà mình quý mặt của cô ấy, chúng ta càng sẽ tới màu xinh đẹp. Nghe nhé, còn là từ Sài Gòn ra, ngay cửa ngay vào, ngày 10 tháng 2 năm 1961, ông được chuyển về đứng vị trí sáng và đàn ông. Nghe tên là Lê Đại Cương Nha, thuộc cái đội. Yeah.
Bye.